Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Đây là chương trình phát thanh lần thứ 34 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 129 qua hai giọng đọc của Mỹ Hoa và Kim Hà. Vậy thì ở Fatima, Đức Mẹ đã nói gì? Bí mật thứ ba là gì? Người ta đã phỏng đoán nhiều về bí mật thứ ba. Riêng về bí mật thứ hai của Fatima thì đã được thể hiện. Nó tiên báo sự phổ biến lan tràn thuyết duy vật đã gây khủng hoảng cho tất cả nhân loại ngày nay. Nó có khuynh hướng tước bỏ khỏi mọi người tất cả những gì là siêu nhiên và khiến họ biến thành một mắt xích trong dây chuyền sản xuất và một vật chỉ biết tiêu thụ. Nếu thế, có thể nghĩ rằng bí mật thứ ba là nơi diễn ra và kết thúc của bí mật thứ hai, tức là có thể có cuộc giải phẫu với nỗ lực cứu nguy nhân loại đang bị kéo vào một cái chết chắc chắn. Nếu ta đặt các cuộc hiện ra của Mễ Du vào trong tình huống ấy, ta sẽ hiểu rõ hơn các cuộc hiện ra này chính là hoạt động cuối cùng của lòng thương xót Thiên Chúa muốn cứu nhân loại qua trung gian của Thánh Mẫu Thiên Chúa. Công việc của Đức Trinh Nữ sẽ làm bớt đau và nhất là sẽ bảo đảm một kết thúc có hậu cho việc giải phẫu nói trên kia. Giải phẫu sẽ chữa nhân loại khỏi cơn bệnh trầm kha do đã lìa xa Thiên Chúa lâu dài và triệt để như vậy. Cho nên, Đức Mẹ mới kết luận, vì cuối cùng trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ thắng và... Ở Mễ Du, Đức Maria đã kêu gọi đổi mới, đặc biệt trong những lĩnh vực cơ bản của đời sống sau đây. Nối lại sự hiệp thông với Thiên Chúa. Hiệp thông chiều đứng. Nối lại sự hiệp thông giữa mọi người. Hiệp thông chiều ngang. Chỉnh đốn gia đình. Tạo lại căn tính của Kitô hữu. Trông cậy vào Đức Trinh Nữ. Từ đó trở đi, Đức Cha Pavon Hilika đã trở thành người bênh vực sáng giá cho sự kiện Mễ Du. Đức Giáo Hoàng thường đặt câu hỏi này với Ngài. Pavon có tin tức gì về Mễ Du không? Ngày 25 tháng 3 năm 1994, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Ngài đến hành lễ tại Mễ Du để kỷ niệm thập niên ngày dâng thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Hình như Đức Gioan Phaolô đệ nhị được ơn Chúa soi sáng về vụ Mễ Du. Ngài tiết lộ cho Đức Cha Hilinka biết trong vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, chính Đức Trinh Nữ Fatima đã che chở cho Ngài khỏi chết. 40 ngày sau đó thì Gospa khởi sự hiện ra tại Mễ Du và Ngài nói riêng với ông bạn thân những lời kỳ diệu sau đây. Nhưng tại sao Đức Mẹ đã cứu sống tôi? Sau 3 tháng chơi vơi giữa sự sống và sự chết, tôi mới hiểu ra là phương thế duy nhất để giải quyết các vấn đề của nhân loại và hội thánh. Đó là nước Nga phải ăn năn trở lại, theo như sứ điệp Fatima đã chỉ dẫn. Giải pháp duy nhất
là phải sống và thi hành sứ điệp Fatima. Nếu Mễ Du là chu trình thực hiện Fatima, thì quả chúng ta đang nuôi hy vọng lớn. Ta biết Đức Thánh Cha đặt ra rất nhiều tin tưởng vào các nhóm thánh mẫu, cách riêng những nhóm phát sinh từ Mễ Du, vì Ngài thấy các nhóm này đặc biệt trung thành với giáo hội, tha thiết cầu nguyện, ăn chay và sốt sắng với các bí tích. Ở đây làm sao không liên tưởng đến nỗi sung sướng của chính nữ tu Lucia, một thị nhân vẫn luôn luôn được xem thấy Đức Mẹ kể từ năm 1917, và hiện nay được Đức Mẹ nói về những gì Mẹ đang làm tại Mễ Du. Đây là một sự thật được người cháu của chị Lucia là cha Salinho thuộc dòng Salesian Bồ Đào Nha kể lại. Đã hẳn, các cuộc hiện ra này liên quan tới đời sống thần bí riêng tư của chị Lucia và không thể đem ra công bố bao lâu chị còn sống. Nên biết Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thường xuyên liên lạc với chị Lucia. Câu chuyện thứ 130. Tầm quan trọng của Mễ Du trong lịch sử thế giới. Xem ra, ma quỷ đang rong chơi cách thong dong thoải mái trong thế giới chúng ta ngày nay. Thế rồi, năm 1981, một cách đột ngột kinh hoàng, Đức Mẹ loan báo một tin quan trọng, một cuộc đại chiến sắp bùng nổ. Đức Mẹ loan báo cho thế giới một lời tuyên chiến. Một cuộc đại chiến sắp bùng nổ giữa con mẹ và Satan. Linh hồn con người đang lâm nguy. Thông điệp ngày 2 tháng 8 năm 1981. Nếu không cầu nguyện và suy ngẫm, chúng ta sẽ đánh giá quá thấp tầm quan trọng cực kỳ của Mễ Du. Bằng chứng, thông điệp nói trên, chúng ta đã nhận thức được nó quan trọng chừng nào chưa? Các con yêu dấu. Bữa ngay mẹ cũng muốn nói cho các con biết, mẹ ở với các con cả trong những ngày không yên ổn này, những ngày mà Satan muốn tàn phá tất cả những gì mà mẹ và con mẹ là Chúa Giêsu đang xây dựng. Cách đặc biệt, nó ước ao hủy diệt linh hồn các con, nó mong lôi kéo các con ra khỏi đời sống Kitô giáo, cũng như rời bỏ các điều luật của Chúa càng nhiều càng tốt, đang khi giáo hội kêu gọi các con tuân giữ chúng. Satan ước ao hủy diệt tất cả những gì thánh thiện trong các con và quanh các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện và cầu nguyện đi, để có thể hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa ban cho các con qua các lần thăm viếng của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1992. Khi tổ quốc lâm nguy, thì giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Mọi người từ trẻ tới già đều hết lòng tham gia, mỗi người một cách, vào cuộc chiến, mọi tiềm năng của xứ sở đều được điều động. Người ta bỏ công ăn việc làm, bỏ doanh thương, bỏ nhà đi tòng quân. Không có cái gì gọi là quá đắt phải trả. Không cần tổng động viên, người ta tình nguyện gia nhập quân đội, các xưởng máy biến thành xưởng chế tạo vũ khí. Các xe cộ được mộ để chuyên chở quân lương, khí giới, đạn dược. Thế thì đây, năm 1981, Đức Mẹ công bố một cuộc chiến toàn diện đang sắp bùng nổ giữa thiên đàng và hỏa ngục, không phải để giành đất, song là giành lấy các linh hồn. Một cuộc đại chiến vũ hoàng. Đã chiến tranh phải có chiến lược, thì ở cuộc đại chiến vũ hoàng này cũng vậy. Trong 3 năm, Đức Mẹ thường nói đến kế hoạch, hãy cầu nguyện cho kế hoạch của mẹ. Cầu nguyện để Satan đừng phá hủy kế hoạch của mẹ. Cầu nguyện cho kế hoạch của mẹ và của con mẹ. Cầu nguyện để kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện. Rồi sau 3 năm nói đến kế hoạch bí mật ấy, mẹ mới tỏ lộ. Các con yêu dấu, hôm nay một lần nữa, mẹ kêu gọi các con từ nay về sau, hãy bắt đầu sống cuộc sống mới. Mẹ muốn các con hiểu rằng,
Thiên Chúa chọn mỗi người các con để sử dụng vào đại chương trình cứu rỗi nhân loại cao cả của Người. Các con không thể hiểu được vai trò của các con quan trọng dường nào trong kế hoạch của Chúa nếu các con không cầu nguyện. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện để có thể hiểu được chương trình mà Chúa muốn thực hiện qua các con. Mẹ sẽ ở với các con, để các con có thể nhận biết và thực hiện được vai trò của mình một cách trọn vẹn. Thông điệp ngày 25 tháng 1 năm 1987. Khi ta nói đến kế hoạch chiến tranh ở đây, không có ý nói mẹ bảo chúng ta đi gây chiến, xong là điều động, tuyển mộ tất cả mọi phương tiện sức lực vào cuộc chiến chống trả sự dữ. Chống lại Satan, trong cuộc chiến thiêng liêng này, chúng ta cũng phải sẵn sàng hy sinh, rồi phải có vũ khí nữa. Đức mẹ bảo, các con yêu dấu, hôm nay mẹ đặc biệt kêu gọi các con tiến lên chống trả Satan bằng cầu nguyện. Hiện giờ, nó muốn hoạt động mạnh hơn, như thế các con biết nó đang giáo giết hành động chừng nào. Các con yêu dấu, hãy khoác lấy áo giáp để chống lại nó, và với tràng hạt mân côi trong tay, các con hãy chiến thắng nó. Thông điệp ngày 8 tháng 8 năm 1985. Đức mẹ dùng những từ áo giáp, cuộc chiến là hữu ý. Như thế, ta mới nhận thức được rằng hoạt động của Satan giống như một cuộc xâm lăng của quân đội ngoại quốc, chiếm và tàn phá các pháo đài, các công sự chiến đấu của ta. Satan muốn tiêu diệt ta. Nó muốn bắt ta làm nô lệ. Nó muốn sử dụng ta cho mục đích riêng của nó. Câu chuyện thứ 131. Kế hoạch của Đức Mẹ chống lại Satan. Thế giới sống trong tối tăm. Trong thông điệp nêu trên kia, nói cho Helena, ngày 30 tháng 7 năm 1987, Đức Mẹ thêm: các con ơi, tối tăm đang che phủ toàn cõi địa cầu. Dân chúng bị lôi cuốn bởi nhiều chuyện mà quên mất cái gì quan trọng hơn cả. Hiện nay, nhiều người sống không có đức tin, một số lớn không muốn nghe nói về Chúa Giê-xu. Thế mà họ vẫn muốn được bình an và thỏa mãn. Hỡi các con, đây là lý do tại sao mẹ cần lời cầu nguyện của các con. Cầu nguyện là phương thế duy nhất cứu được loài người. Thông điệp trên toát yếu tinh thần của Mễ Du. Tất cả sứ điệp cơ bản, nền tảng là ở đấy. Đức mẹ cũng nói đến thế giới vô tín này đang bước vào trong tối tăm. Thông điệp ngày 5 tháng 6 1986. Satan đang mạnh mẽ chi phối xã hội tân tiến của chúng ta ngày nay. Đức mẹ nói với cô Mirjana ngày 4 tháng 4 1982. Đây là thời gian của quyền lực ma quỷ. Tình trạng của thế giới đang rất xấu. Con của mẹ đang tranh đấu cho mỗi người các con, nhưng Satan cũng đang chống trả ngài kịch liệt. Thông điệp năm 1981. Satan có thật, nó chỉ tìm mọi cách để phá hủy. Thông điệp ngày 14 tháng 2 1982. Satan đang ráo riết hoạt động trong thế giới. Thông điệp ngày 14 tháng 1 1985. Satan đang nỗ lực quấy rối giáo hội công giáo. Thông điệp ngày 25 tháng 6 1985. Các con yêu dấu, đừng cho phép Satan nắm quyền cai trị trái tim các con, khiến các con nên giống hình ảnh Satan chứ không giống hình ảnh mẹ. Thông điệp ngày 30 tháng 1 năm 1986. Satan rất mạnh mẽ và nó rình trực để thử thách mỗi người các con. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1987. Mặc dù có một loạt dài những thông điệp nói về Satan,
nhưng Đức Mẹ không muốn vẽ một bức tranh tuyệt vọng khi mô tả quyền lực của ma quỷ trong thế giới. Trái lại, Đức Mẹ muốn trao cho chúng ta khí giới chống lại quyền lực tối tăm. Nhưng chúng ta phải nhìn vào thực trạng một cách sáng suốt. Satan rất mạnh mẽ, nó muốn quyến rũ chúng ta. Nó tích cực giáo diết hoạt động trong thế giới. Theo Đức Mẹ cho biết, Satan cũng có mặt tại giáo xứ Mễ Du. Nó biết nó có thể chiếm được một cuộc thắng trận lớn lao và quyết định, nếu nó có thể ngăn chặn hoặc làm hư hoại trầm trọng các kế hoạch của Mẹ Thiên Chúa ở Mễ Du. Sau đây là một trong những thông điệp Đức Mẹ ban cho Mirjana, ngày 28 tháng 1 năm 1987. Chỗ nào mẹ và con mẹ đến, Satan cũng đến đó. Các con đã cho phép nó ảnh hưởng trên các con, mà chẳng bận tâm, và các con đã để nó lèo lái các con. Cụ thể, Satan đã ra công phá hoại một phần kế hoạch của Đức Mẹ tại Mễ Du. Satan đã lấy đi một phần kế hoạch và muốn chiếm giữ lấy. Thông điệp ngày 1 tháng 8 năm 1985. Nhưng một tháng sau, sau những nỗ lực cầu nguyện mạnh mẽ của giáo xứ, Đức Mẹ vui vẻ đến nói: "Bữa nay, mẹ cảm ơn các con vì mọi lời cầu nguyện của các con. Hãy tiếp tục cầu nguyện hơn nữa để Satan bị tống cổ khỏi chốn này. Các con thân yêu, cái kế hoạch mà Satan mưu đồ đã bị thất bại. Hãy cầu nguyện để kế hoạch của Thiên Chúa trên giáo xứ này được thể hiện trọn vẹn." Thông điệp ngày 5 tháng 9 năm 1985. Câu chuyện thứ 132, Đức Mẹ là đấng trừ quỷ giỏi nhất. Khi cô Mirjana chưa đi lấy chồng, còn ở nhà cha mẹ, rất nhiều khách hành hương đến tiếp chuyện với cô. Cách riêng, những người Ý, vì cô nói rành tiếng của họ. Cô đã được Đức Mẹ ban cho đặc sủng ngôn ngữ này ngày sinh nhật của cô vào tháng 3 năm 1983. Sau một lần mẹ hiện ra, cô nói tiếng Ý trôi chảy không cần học. Một thiếu nữ Ý bị quỷ ám, cũng đến Mễ Du vài ngày. Mọi người đều tránh xa cô ta vì cách xử sự kỳ lạ của cô gây rối nhiều. Quả vậy, cô đã làm một hợp đồng với Satan, đã dự những buổi lễ đen và nhiều hoạt động phạm thánh khác, đến nỗi cô hoàn toàn thật sự bị quỷ ám. Maria hằng ngày vẫn được thấy Đức Mẹ của lòng thương xót đã chấp nhận cho cô ta ở trong nhà mình, vì thấy cô ta có ý muốn tìm sự bình an và chữa lành ở Mễ Du. Suốt một tháng trời, đời sống gia đình của Maria bị xáo trộn. Quỷ làm chủ thiếu nữ ấy và hành hạ cô ta, gây ra những hiện tượng kỳ quặc ngoạn mục. Maria hết sức ngạc nhiên, nhưng không hề bối rối, mất bình tĩnh. Cô kiên vững không hề bị lay chuyển trong bình an và lòng nhân hậu. Một linh mục Ý cũng đến Mễ Du và ở lại nhà Maria trong những ngày ấy. Và đương nhiên, vị linh mục và Satan, cuộc đụng độ nảy lửa thường xảy ra. Chẳng hạn như một hôm, linh mục muốn cầu nguyện kín đáo thầm lặng cho cô ta, vì không thể nào cầu nguyện trước mặt cô ta mà không làm cho cô nổi điên. Lúc ấy, cô ta đang ở trong phòng, ngài lợi dụng cơ hội để chúc lành thầm lặng cho cô ta từ phòng bên cạnh, và giơ tay vạch hình thánh giá. Lập tức, cô mở cửa rầm một cái và hét lên: "Hãy chấm dứt hành động hành hạ ta ngay!" Một lần khác, đang khi cô nằm vật vã trên đất và quằn quại vì bị hỏa ngục bên trong lòng dày vò, một cô bạn của Maria ở gần cô ta để nâng đỡ, bằng cách cầu xin thầm lặng để Đức Mẹ đến an ủi và chúc lành cho cô ta. Tức khắc, cô ta nhảy chồm lên như bị lửa đốt và hét:
ngưng ngay lại các lời cầu nguyện bẩn thỉu của mày đi. Nhưng Maria đã nhìn đúng, sự bền bỉ đón tiếp, lòng kiên nhẫn và lời cầu nguyện của mọi người rồi ra thế nào cũng thắng được tên quỷ dữ. Cuối cùng nó đành rút lui, và trong một tháng, thiếu nữ ấy đã được giải thoát. Cô ta về lại gia đình trong sự bình an. Mối hận thù truyền kiếp giữa Satan và Đức Trinh Nữ Maria là một thực tế sờ đụng được ở Mễ Du. Chính Helena, người được thụ khải, có nói lại cho tôi, Sơ Emmanuel, nghe một vài thông điệp Đức Mẹ nói về Satan cho nhóm cầu nguyện của cô. Hồi ấy, Helena còn là một thiếu nữ rất trẻ. Đức Mẹ nói với cô, một hôm Satan tìm gặp Thiên Chúa và đề nghị người trao cho nó Mễ Du, và để đánh đổi, nó nhường cho người tất cả phần thế giới còn lại. Và Helena nói thêm, dĩ nhiên Thiên Chúa từ chối. Gospar muốn cho chúng ta thấy qua việc đó tầm quan trọng của Mễ Du trong kế hoạch hiện nay của Thiên Chúa về phần rỗi của loài người. Tôi vẫn còn lưỡng lự, mặc dầu rất tin ở sự trung thực của Helena. Cô đã luôn tỏ ra dè dặt và chính xác trong những thông điệp mà cô có phận sự trao lại. Tôi đi gặp cha Thomas Lee Vlasic, từng là linh hướng nhóm cầu nguyện của cô, và đã được Đức Mẹ khen là hướng dẫn tốt. Cô xác nhận hoàn toàn sứ điệp ấy và nói thêm, có gì lạ đâu, chúng ta còn lâu mới hiểu hết được kế hoạch của Thiên Chúa thực hiện qua Mễ Du này. Gospar đã chẳng thường nói, các con không hiểu các kế hoạch của mẹ đâu. Một sứ điệp nóng bỏng khác cũng được cha xác nhận. Gospar có nói với Helena, Satan và các thần dữ của nó đã rời bỏ nhiều nơi trên thế giới để đến cắm trại ở Mễ Du này và để phá hoại các kế hoạch của mẹ. Bất chấp lúc thuận hay nghịch, Gospar cảnh báo chúng ta rằng Satan đang tích cực hoạt động. Nó muốn triệt tiêu chúng ta, và nó mạnh mẽ như chưa từng thấy. Như một người mẹ nhìn xa trông rộng, mẹ không hề mỏi mệt nhắc lại cho ta những khí giới mà Chúa Giê-xu đã trao cho ta để thắng Sa-tan. Cầu nguyện và ăn chay. Xin nhớ lại năm hòn sỏi. Và mẹ cũng bảo hãy dùng nước phép để bảo vệ mình. Ở Canada, một linh mục đã nói cho tôi, Ngài tin vào Mễ Du khi thấy các giáo dân của Ngài bắt đầu ăn chay từ sau khi đi Mễ Du về. Tôi nói đây với tư cách một cha xứ. Về việc ăn chay ư? Chưa có một linh mục nào trong chúng tôi đã thành công khuyên được một giáo dân nào trong giáo xứ ăn chay cả. Các bạn cứ thử làm mọi cách sao cho họ nuốt nổi viên thuốc đắng ấy đi xem. Thế mà, hiện tại từ khi đi Mễ Du về, chẳng ai bảo. Họ bắt đầu ăn chay một tuần hai lần. Việc đó đã thay đổi bộ mặt giáo xứ hoàn toàn. Đối với tôi, không còn nghi ngờ gì nữa là Đức Trinh Nữ đích thân đã hiện đến ở đó. Một linh mục có quyền trừ quỷ từ Roma đến Mễ Du hành hương. Tôi, tức là Sơ Emmanuel, hỏi ý kiến ngài về hoạt động của Satan ngày nay. Theo kinh nghiệm 23 năm làm sứ vụ, ngài đáp, Satan muốn phá hủy các gia đình. Tôi đã thấy bên Úc Châu những người tổ chức thành hội tôn thờ Satan với mục tiêu phá hủy các gia đình. Chính mắt tôi đã thấy. Bên Âu Châu còn tệ hơn, ở đây có nhiều tổ chức hơn muốn phá hủy hôn nhân. Hãy đến các nghị viên mà xem. Có ai còn tôn trọng gia đình nữa? Họ đưa ra những nghị định, luật pháp, hoàn toàn đi ngược lại hôn nhân. Rồi cha gọi Đức Trinh Nữ là người trừ quỷ quyền thế nhất trên thế giới do chính Thiên Chúa chỉ định. Theo ngài, có nhiều phương thế để nâng đỡ hay giải thoát các người bị quỷ khuấy rối. Với giáo dân, ngài khuyên hãy đi cùng nạn nhân đến nhà thờ, trước tượng Đức Mẹ đã được làm phép hẳn hoi,
và cùng người ấy nguyện kinh Mân Côi. Ngài đã thấy nhiều lần Mẹ Thiên Chúa quyền thế đến mức nào để thắng Satan trong tâm hồn. Ngài cũng đã kinh nghiệm thấy những ơn ích của các lời cầu nguyện trước thánh thể được trưng bày cho giáo dân thờ lạy. Người ta đem nạn nhân bị khuấy khuất đến và xin nạn nhân hãy nhìn lên Chúa Giêsu trong thánh thể. Lúc đầu, người đó không muốn và không ở yên. Họ nhắm mắt lại. Xong, nếu họ nhìn lên Chúa Giêsu, họ sẽ được chữa khỏi. Cần phải tiếp tục theo sát nạn nhân ấy và giúp cho họ được đầy hiểu biết và tình yêu Thiên Chúa. Một nhân chứng khác tại Mễ Du nói với tôi, Mễ Du là gót chân của Đức Maria. Chính ở đây, Đức Mẹ đã đạp đầu con rắn hơn đâu hết. Trong sáu thị nhân, chỉ có cô Mirjana đã đối diện với Satan trong một lần nó xuất hiện trước khi Đức Mẹ hiện ra. Thật là một cuộc chạm trán kinh hoàng. Bề ngoài xem ra hắn rất đẹp trai, hấp dẫn, nhưng cặp mắt đỏ ngầu và căm hờn. Cô nói với tôi là hiện tại cô chưa muốn tiết lộ gì về nó. Để sau này, rồi cô tiếp tục, tất cả chúng ta đều mong đợi cuộc toàn thắng của trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Tại sao Satan lại phát điên chống lại Mễ Du? Dễ hiểu, mỗi lần Đức Mẹ hiện ra ở đó là mỗi lần Satan mất dần chút quyền. Và chính Gospa giải thích, vì thế nó trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Có một lời nguyện rất mạnh thế để khẩn xin Đức Maria Nữ Vương các thiên thần. Đức Giáo Hoàng Pio X đã chuẩn ấn ngày 8 tháng 6 năm 1908. Lạy Nữ Vương uy linh của thiên đàng và Bà Chúa các thiên thần, người đã được Thiên Chúa ban quyền lực và sứ mạng đạp đầu Satan. Chúng con khiêm nhu cầu xin Mẹ sai các đạo binh thiên quốc dưới lệnh Mẹ đánh đuổi ma quỷ, chiến đấu ở mọi nơi, kềm chế sự hung hăng của chúng và đuổi chúng xuống vực sâu hòa hào. Ai bằng được Thiên Chúa? Lạy Mẹ nhân từ và dịu hiền, Mẹ luôn mãi sẽ là tình thương và niềm trông cậy của chúng con. Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin phái các thánh thiên thần bảo vệ chúng con và đẩy lùi xa chúng con tên thù hung ác. Lạy các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, hãy bảo vệ và gìn giữ chúng con. Amen. Câu chuyện thứ 133, tên khủng bố trở thành sứ giả hòa bình. Năm 1989, Đức Giáo Hoàng phái một giám mục từ Roma đi Mễ Du để xem xét ở đó các biến cố tiến triển như thế nào. Vị giám mục phỏng vấn cha Yozo, vốn là cha xứ hồi đầu tiên, thì được cha trả lời, không tài nào có thể kể hết cho Đức Giáo Hoàng nghe tất cả những gì Đức Mẹ đang thực hiện ở đây, bởi vì ai nấy đều mang theo một phép lạ trong bản thân họ, cần phải hỏi chuyện hết mọi người. Mùa hè này, cha Yozo vừa thấy tôi đứng ở sân lớn trước cửa nhà thờ. Ngài vốn biết chúng tôi đang sưu tập các phép lạ của Đức Mẹ. Ngài liền đến gặp tôi và báo, có một tên khủng bố của đạo quân IRA Bắc Ireland đang có mặt ở đây. Đức Mẹ đã làm anh ta ăn năn hối cải, và hiện anh đang xin được theo ơn gọi làm linh mục. Tôi yêu cầu Ngài có thể cung cấp những chi tiết cụ thể hơn, thì Ngài bảo tôi đến gặp cha Slako, vì cha này giữ hết các tài liệu. Tôi đến gặp cha Slavko ngay lập tức. Ngài nói với tôi, cha hiểu tiếng Anh chứ? Hiện tôi có một băng ghi âm cuộc phỏng vấn đương sự. Cha Slavko ngưng lại rồi bảo, đợi tôi một tí, anh ta đang ở đây, tôi đi tìm anh ta cho cha. Đang khi chờ đợi, tôi ngồi giải tội cho cả một đoàn hành hương đang sắp hàng dài bên cạnh nhà thờ. Một lát sau, tôi thấy cha Slavko xuất hiện
trước mắt với một thanh niên mái tóc đỏ phất phới trước gió. Đúng chàng ta rồi. Tôi ngưng giải tội và ra gặp. Màn giới thiệu. Tôi hỏi anh có muốn được phỏng vấn và chụp hình cho tờ báo của chúng tôi không? Anh ta nhận lời. Khi cha Peta khởi sự kinh Mân Côi vào lúc 6 giờ chiều để chuẩn bị bước vào thánh lễ và đón nhận cuộc hiện ra của Đức Mẹ, thì chúng tôi cũng bắt đầu cuộc phỏng vấn với một người đầu tiên thuộc phong trào Ira mà tôi được gặp trong đời mình. Đây là chuyện tự thuật của một khủng bố viên Ira. Tên tôi là Mark Lenahan. Hiện nay tôi đang học thần học tại chủng viện thuộc Hội Thừa Sai Thánh Giuse tại Dublin. Tôi 22 tuổi. Câu chuyện của tôi có thể nói, nó khởi sự trùng với lúc Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du này, tức là ngày 24 tháng 6 năm 1981. Khi ấy, tôi đang học năm cuối của đại học ở Belfast. Tôi học về khoa chính trị Xô Viết và về lịch sử nước Nga. Tôi bị cuốn hút vào chế độ Marxist. Tôi kịch liệt chống đối Thiên Chúa, chống đối đức tin, chống đối giáo hội, và tôi học triết học Marxist và thuyết vô thần. Tôi đối nghịch với tất cả những gì không quan hệ với nền chính trị Marxist, và thế là tôi bắt đầu tham gia đạo quân IRA một cách tự nguyện. Tôi phân phát truyền đơn và các thứ cùng loại. Nhưng dẫu sao tôi vẫn chỉ hoạt động ở ngoài lề IRA. Mãi đến năm 1970, khi tôi được 18 tuổi, tôi mới có quyết định dứt khoát dấn thân vào tận nòng cốt của phong trào IRA. Năm đó, tôi là thành viên tích cực của IRA, và tôi quyết tâm xung vào đơn vị tuyến đầu, trong một giai đoạn bầu khí đang sôi sục hoạt động tại miền Bắc. Tôi rất ý thức việc mình đang làm. Một cách lạnh lùng và có tính toán, tôi hoàn toàn lao mình vào hoạt động của IRA. Tôi tin tưởng ở IRA. Tôi nghĩ là cha chẳng đời nào nghe biết đến những mệnh lệnh chi phối thái độ tinh thần của đạo quân Cộng hòa Ái Nhĩ Lan. Cần phải là những con người chai đá để chiến đấu cho tự do, cho tình huynh đệ, cho hòa bình và những lý tưởng như vậy. Nhưng bây giờ, khi hồi tưởng lại dĩ vãng, tôi nhận ra ở đây chỉ có toàn là điên rồ, căm thù, gây hấn và tàn bạo. Khi tôi bắt đầu tập sự vào cuộc, tôi đã nhận xét thấy những điều trên ở dưới cán bộ chỉ huy. Sau đó, tôi được bổ sung vào nhóm chuyên đi thanh trừng. Thời kỳ này, tôi đã gây thương tích cho một linh mục có thái độ chống đối chủ nghĩa xã hội. Rồi thì gia nhập binh đoàn mang cái tên ác ôn đó. Ở đây, chúng tôi được huấn luyện gay gắt để sử dụng các loại súng máy, ném lựu đạn, rải bom mìn, sẵn sàng để giết chóc và ám sát bất cứ ai là kẻ thù của chúng tôi, kể cả những kẻ thuộc các lực lượng bảo vệ an ninh của chính phủ Anh. Tôi đã nghiêm túc tham gia một vài năm như thế vào các cuộc tấn công đánh vào quân đội Anh quốc. Một trong các bài học căn bản của IRA, đó là khi bạn đi giết chóc, thì không phải là mũi súng nó làm, mà phải là trái tim bắn giết. Phải là chính con người bạn ở đằng sau cây súng, và bạn phải bắn nó với tất cả nghị lực của bạn, sức mạnh của bạn, phải bắn sao cho rung chuyển cả tình cảm của mình. Và thật sự là như vậy, tôi đã dấn thân một cách thật man rợ trong những trận công kích phá hoại như một kẻ hăng say giữa cơn chém giết gây thương vong cho nhiều người một lúc. Tôi chỉ còn là một người mù quáng và một trái tim sắt đá mà thôi. Thậm chí, chúng tôi đạt mức đồi trụy đến nỗi những cuộc đổ máu loạn đảo vẫn làm cho chúng tôi lạnh tanh như không. Ấy thế mà nghĩ lại giá mình chỉ bị chấn thương vì một lát dao đã đủ để phải nghĩ là mình sắp chết đến nơi. Đó là trạng thái của chúng tôi, những kẻ đã gạt hết tình cảm, thiếu hẳn con tim và những gì tương tự mà Đức Mẹ đang nói ở đây. Mễ Du là sự an lạc của tình yêu thương. 12 năm tù tại Belfast.
đó là ngày 15 tháng 2 năm 1982. Cũng vừa mới xảy ra một cuộc đột kích thắng lợi tại Falls Road, Belfast, ở một cái sân bao quanh. Tôi vừa mới hạ gục một anh lính và chúng tôi bỏ chạy trên chiếc mô tô. Tôi ngồi sau yên, tay vẫn còn ôm cây súng vừa dùng để bắn. Chạy sang một ngõ quặt thì xô vào giữa một đám quân đang chặn rào ở đó. Tôi không hiểu làm cách nào tôi vẫn còn sống sót. Chỉ có Thiên Chúa mới biết, bởi vì người lính kia vừa thoát thấy họng súng của tôi, anh ta nổ cò liền. Tôi thì không hề hấn gì mặc dù chiếc mô tô té nhào xuống đất kéo chúng tôi té theo. Tại tòa, anh lính kia xác nhận rằng anh đã bắn chúng tôi nếu chiếc mô tô không té xuống. Bây giờ tôi đã hiểu, đây là một giây phút đích thân Thiên Chúa đã can thiệp trong cuộc đời tôi. Lúc ấy, tôi được bạn tôi giúp đỡ, nhưng đám lính kia thì đã đưa tôi tới nhà lao Belfast. Chúng tôi bị tra tấn và bị kết án 12 năm tù ở Loch Etch. Ở trong tù, tôi lại càng dấn sâu hơn vào các vụ riêng của IRA và quyết tâm sẽ xung vào tuyến gay cấn nhất, tức mặt trận gián điệp. Bất cứ âm mưu nào, hết cái gì mà IRA biết được, hễ một màn công vận nào được đưa lên kế hoạch tổ chức là tôi phải có mặt ở ngay tâm điểm, vì tôi quyết dấn thân đến cùng mà. Lễ phục sinh năm 1984, con đường rẽ của tôi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với biến cố Mễ Du xảy ra tại nhà tù, và nó đã ảnh hưởng trên tôi như một cuộc giải phóng. Cơ hội là một thánh lễ phục sinh. Các bạn nên nhớ rằng, thánh lễ là một cơ hội bằng vàng cho những cuộc gặp mặt của hết thảy các nhà hoạt động IRA trong tù. Bởi vì lúc đó, họ bắt được thông tin liên lạc nhiều loại liên quan đến các kế hoạch dự trù và các thông điệp bí mật được trao tay. Điều khá nghịch lý là phong trào IRA sử dụng lễ Misa, bí tích thánh thể, để lên kế hoạch các buổi họp cho những mục tiêu ấy. Cả tôi cũng chẳng tha thiết gì đến thánh lễ này. Chỉ có vấn đề đợi nó đến để có dịp trao và nhận thông tin. Và lúc đó, cha Kelly, tuyên úy nhà tù, bắt đầu nói về 6 trẻ được gặp gỡ đức trinh nữ hiện ra ở Mễ Du, Nam Tư. Ngài kể chuyện cho chúng tôi nghe. Chúng tôi phì cười vì câu chuyện hiện ra, cùng vì những việc như cứu vớt những con người sa ngã, bị hư đốn về đạo đức, những kẻ có tội. Mễ Du là một thời đại mới của ơn tha thứ, của sự cứu chuộc đối với kẻ gục ngã, bị thương tích, đang dãy chết, hư đi, bị khổ đau, bị bỏ quên. Họ có thể được đứng dậy trở lại, chỉ cần họ phó thác cho Thiên Chúa, cho lòng nhân hậu của Người, cho lòng thương xót của Người, cho lòng bao dung của Người, miễn là chúng ta mở lòng ta ra cho Người để lắng nghe tiếng Người. Ở điểm này, đối với tôi là cả một cuộc thách đố thật gay gắt lắm. Tôi nào có biết cầu nguyện là gì đâu, có biết chuỗi mân côi, có biết thánh lễ gì đâu. Tôi chẳng biết Chúa Kitô nữa, chẳng biết tí gì về Thiên Chúa. Chỉ khi còn là một em bé, tôi đã được dự một lễ nghi gì gì đó. Nhưng điều đó chả có nghĩa gì cả đối với tôi. Tôi chưa bao giờ mở lòng mình ra cho những thứ như vậy, mặc dầu cha mẹ tôi thì có đấy. Lúc này, tôi có cảm giác tôi đang đối diện với sự thật. Vì thế, sau lễ tôi chặn một vị linh mục lại. Tôi muốn được biết thêm thông tin về Mễ Du. Nhưng tôi hoài nghi, làm gì mà ông linh mục này tin tôi? Sao ông có thể tin tôi được cơ chứ? Ông không thể nào tin vào tôi. Dù vậy, ông cũng đã nói với tôi, nếu anh muốn có thêm thông tin, tôi có thể giúp anh liên lạc với những người đó, để họ có thể gửi đến cho anh thêm nhiều tin khác. Họ có thể gửi sách vở, tài liệu cho anh.
Vâng, tốt rồi. Tôi nói với ngài, xin cha làm dùm điều đó nếu như cha xét thấy tốt. Đối với tôi, đây là giờ điểm của cuộc thay đổi. Có cảm tưởng như mình mở ra một cánh cửa, mỗi lần hé thêm một ít cho đến lúc cửa mở toang. Nhưng tất cả còn mông lung trong yêu cầu, và tôi run run sợ sợ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về các chứng từ về mẹ nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 35 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.